Hội Làm Vườn huyện Châu Đức tổ chức lễ ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi ong vú với 14 thành viên, quy mô nuôi 1.612 thùng ong vú. Chi hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện tự quản, hoạt động gắn bó với hội viên có chung lợi ích, trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bảo đảm được tiêu chí năm cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm, cùng hưởng lợi. Để liên kết sản xuất bền vững, Hội Làm Vườn huyện Châu Đức sẽ phối hợp với các ngành của tỉnh, huyện, hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP, liên kết với các doanh nghiệp du lịch tiêu thụ sản phẩm mật ong, góp phần đem lại hiệu quả lợi nhuận cao cho hội viên và xây dựng chi hội nghề nghiệp ngày càng phát triển ổn định.